I spend a great deal of time on the internet and have loads of favorite sites. Probably the one that I spend most of my time is the BBC website. I first went on the site about 20 years ago when I was a freshman and did not know how to search for things. One of my tutors at university had been telling us about the advantages of using the BBC. So I just typed it in and up came a really complex website with thousands of links to all sorts of things. I remember I started by reading news stories, and one of the most useful things about news articles from the perspective of a language learner is that you can read each article in a short space of time. You don't have to plow through pages and pages. It gives you the news in a nutshell. And apart from that, I regularly go on the sports section. I am an avid fan of tennis, and there are a lot of statistics, information about teams, analysis of matches, that sort of things. And there are also fascinating news articles about famous people, English language, British culture, food and recipes, etc. It's a real educational site. And if you have any query about anything from science and nature to technology or history or geography, you will find the answer there. And the latest thing about the site is that you can watch and listen to the BBC programs through iPlayer. That is absolutely fantastic because it enables me as a student to do some really useful listening practice. I would thoroughly recommend it to anyone, especially those with an interest in developing their understanding about English language and British culture. Hai phút. Hồi nãy giờ là cô nói trong vòng 2 phút chủ đề là mô tả trang web mà bạn yêu thích. Cô mô tả trang web BBC. Các bạn thấy là 2 phút mà nói liên tục như vậy, cần phải có ý tưởng rồi sắp xếp rồi từ vựng đồ nữa. Thì cô nhắc đi nhắc lại về cái việc chuẩn bị trước ít nhất 20 đề. Không biết là đã thuộc cái lời nhắc nhở này của cô chưa ha. Nếu mà thuộc rồi thì từ hôm bữa tới giờ, từ cái lúc mà cô ra cái clip số 1 dưới dàn bông giấy á, thì mình đã làm được mấy clip rồi, nói cô nghe coi nào. Mình đã chuẩn bị được bao nhiêu cái phần 2 cho đề thi speaking rồi, nói cô nghe thử coi. Nếu như mà bạn nào từ hôm bữa tới giờ mà có học, có chuẩn bị được 1-2 clip á, thì rất là giỏi nha. Còn những bạn nào mà chưa bắt tay vào á, thì nhanh chân lên, bởi vì thời gian trôi qua rất nhanh. Cứ ngồi đó online Facebook, like, rồi share đủ thứ hết. Nhưng mà chính bản thân mình không bắt tay vào để mà làm, thì thời gian trôi qua thì thôi, để dành tiền cho con cháu nó học luôn đi nha. Ok, chúc các bạn học giỏi. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.